có 174 đến có 175, đây là một cái trang web ha. Có 174, theo như trang web thì how often, bao lâu một lần customers, khách hàng có thể nhận được deliveries, cái việc giao hàng. Vậy từ khóa chính là receive deliveries form nào. Xe bản trước nha. Câu A, every day là mỗi ngày. Câu B, twice weekly, mỗi tuần 2 lần. Câu C là mỗi tuần. Câu D là mỗi tháng 2 lần. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhập thời gian cùng với cái từ khóa là receive delivery in nhé. Câu đầu tiên mình nhập từ đầu luôn nha. Ở đây form nào có từ deliver. Và ở đây có từ once each week, là mỗi tuần một lần. Vậy mình đọc câu này thử em nhé. Doorstep delectable, giao những cái bữa ăn customized theo yêu cầu riêng của bạn đến nhà của bạn mỗi tuần một lần. Nó giao hàng mỗi tuần một lần. Vậy đáp án là câu nào với em? Khách hàng sẽ nhận được cái việc giao hàng every week. Form nào đáp án là câu câu C ha. Câu 175, cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về những cái products, sản phẩm của công ty này. Đây là dàn câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Chúng có thể được đặt hàng thông qua website. Về từ khóa chính là order và website form nào. Rồi cùng giờ xem có không em nha. Và tiếp ha. Ở đây có từ ordering nè em. Bên đây có từ click on, chính là thao tác trên website form nào. Vậy đọc câu này em nha. Cái quá trình đặt hàng của chúng tôi thì đơn giản. Đầu tiên là hãy click vào cái mục register, đăng ký ở bên trên và cung cấp thông tin liên hệ của bạn. Vậy thì có thể đặt hàng qua website form nào. Vậy câu A là có đề cập ha. Tiếp câu B. Chúng thì có cái sự đa dạng về những cái món ăn meatless, là không có thịt hay là ăn chay đó. Em chờ xem có món chay hay không. Ở đây có từ vegetarian, là người ăn chay nè, em đọc câu này thử nha. Bên cạnh cái việc providing, cung cấp những cái thực phẩm, những cái món ăn mà bạn thích, thì những cái bữa ăn của chúng tôi á cũng đáp ứng được những cái needs, những cái nhu cầu, chế độ ăn đặc biệt của bạn. Cho dù bạn là diabetic, bị tiểu đường, hay là người ăn chay, hoặc là những cái bữa ăn, cái chế độ ăn mà không có chứa gluten, hoặc là cái hàm lượng carbohydrate thấp. Vậy là nó có những cái món ăn, những cái bữa ăn dành cho người ăn chay là không có chứa thịt phong nào. Vậy là câu B cũng có đề cập ha. Rồi tiếp câu C. Chúng thì content chỉ chứa những cái thành phần natural, tự nhiên. Rồi về từ khóa chính là natural ingredient phong nào. Em dò xem có hay không. Ở đây có từ ingredient nè, đọc câu này thử nha. Những cái bữa ăn của chúng tôi á, thì tốt cho sức khỏe và rất là ngon. Không có chứa những cái thành phần artificial, là nhân tạo đấy em. Không chứa thành phần nhân tạo có nghĩa là có chứa thành phần tự nhiên thôi, phải không nào? Vậy là câu C có đề cập luôn, phải không nào? Vậy đáp án chắc có thể là câu D, phải không? Là chúng có thể được thanh toán sau khi giao hàng. Để chắc hơn em dò xem có hay không. Giờ từ thanh toán ha. Đây nè, em có từ payment, thanh toán này, đọc câu này thử nha. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thanh toán, và một khi nó được xử lý thì một cái email xác nhận sẽ được gửi đến bạn kèm theo cái ngày được giao hàng, cái ngày ước tính ha, cái ngày giao hàng ước tính. Vậy có nghĩa là phải thanh toán trước khi giao hàng, phải không nào? Vậy câu D là chắc chắn sai rồi, đáp án là câu D ha. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái trang web, mình có từ home là trang chủ nè, menu thực đơn, feedback phản hồi, register là đăng ký đấy em, contact là liên hệ ha. Doorstep delectable, một cách tuyệt vời để mà đặt những cái thực phẩm được package, mình có từ package là đóng gói ha, được đóng gói dành cho bạn. Doorstep delectable delivers, giao những cái bữa ăn customized, là làm theo yêu cầu riêng của khách hàng á, giao những cái bữa ăn được làm theo yêu cầu riêng của khách hàng đến nhà của bạn mỗi tuần một lần, với những cái instructions là những cái sự hướng dẫn, preparation là chuẩn bị, với những cái sự hướng dẫn chuẩn bị dễ dàng. Những cái bữa ăn của chúng tôi thì healthy, tốt cho sức khỏe và ngon miệng. Contain, không có chứa những cái ingredients, mình có từ ingredients là thành phần đấy. Không chứa những cái thành phần artificial là nhân tạo hoặc là không tự nhiên ha. Không chứa những thành phần nhân tạo. In addition to, bên cạnh cái việc cung cấp những cái thực phẩm mà bạn thích, thì bữa ăn của chúng tôi cũng tailor. Mình có từ tailor là biến đổi hoặc làm cho đáp ứng cái nhu cầu ha. Biến đổi hoặc là làm đáp ứng nhu cầu. Những cái bữa ăn của chúng tôi cũng được biến đổi để mà làm cho meet, đáp ứng những cái nhu cầu về dietary, chế độ ăn uống đặc biệt của bạn. Cho dù là bạn bị diabetic, bị tiểu đường, hay là vegetarian, là người ăn chay, hoặc là có cái chế độ ăn không chứa gluten và cái hàm lượng carbohydrate thấp. Cái process, mình có từ process, danh từ là quá trình đấy. Quá trình hay là quy trình ha. Cái quy trình đặt hàng của chúng tôi thì đơn giản. Đầu tiên hãy click vào cái mục register ở phía bên trên và cung cấp cái thông tin liên hệ của bạn. Bạn cũng sẽ được hỏi về cái needs, cái nhu cầu và cái preferences, cái sự ưa thích
cái sở thích, nhu cầu và sở thích về chế độ ăn uống specific là cụ thể hay là đặc biệt ha. Bạn cũng sẽ được hỏi về cái nhu cầu và cái sở thích về chế độ ăn uống cụ thể đặc biệt của bạn. Bạn sau đó có thể browse through là xem qua đó em. Bạn có thể xem qua những cái thực đơn bữa ăn của chúng tôi và chọn những cái mà bạn thích và how many, số lượng mà bạn muốn mỗi tuần. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn payment là thanh toán ha. Và một khi nó được process, nó được xử lý, động từ process là xử lý em. Nó được xử lý thì một cái email confirmation là xác nhận ha. Một cái email xác nhận sẽ được gửi đến cho bạn kèm theo cái ngày giao hàng estimate là được ước tính, được ước lượng nè. Mình có từ estimate là ước tính hay là ước lượng ha. Kèm theo cái ngày giao hàng được ước tính. Trời, nó thật sự là rất là dễ dàng. Vì thế còn chần chờ gì nữa, hãy đặt ngay cái đơn hàng đầu tiên của bạn ngày hôm nay. Nếu bạn hài lòng với lại cái sản phẩm của công ty của chúng tôi thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách là đăng một cái comment, cái bình luận, cái nhận xét trong cái forum, cái diễn đàn, cái một feedback, phản hồi của chúng ta, của chúng tôi ha. Nếu bạn hài lòng với lại sản phẩm của chúng tôi thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách đăng một cái comment, bình luận, nhận xét vào trong cái forum, cái diễn đàn feedback, phản hồi của chúng tôi, được không nào? Ok. Câu 176 đến câu 180 gồm có 2 bài đọc, bài số 1 là thông báo, bài số 2 là email ha. Câu 176, cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về cái ngôi nhà Tripcott Manor House? Về từ khóa chính là ngôi nhà này phải không nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào giờ từ đáp án trước em nha, câu A. Cái dịch vụ nấu ăn có thể được sắp xếp cho một cái sự kiện, về từ khóa chính là food service phải không nào? Rồi mình giờ xem có hay không em nha, câu đầu tiên mình giờ bài số 1 luôn ha. Để có Tripcott Manor House nè, rồi cùng giờ nha. Em nhờ xem có dịch vụ nấu ăn hay không. Đoạn số 1. Không có phong nào. Đoạn số 2. Cũng không có luôn. Cái dấu chấm này. Cũng không có luôn. Phong nào. Đoạn cuối cùng đi em. Đoạn cuối cùng có từ catering là dịch vụ nấu ăn đó em. Đọc câu này thử nha. Vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email này để mà thảo luận về giá cả và những cái thông tin khác, bao gồm những cái sự lựa chọn về dịch vụ nấu ăn mà chúng tôi cung cấp. Phải có nghĩa là ngôi nhà này cung cấp cái dịch vụ nấu ăn phải không nào? Vậy tạm thời câu A là thấy có đề cập đến dịch vụ nấu ăn nè. Rồi tiếp câu B nha. Cái khu vực của servant thì vẫn accessible, có thể tiếp cận. Vậy từ khóa chính là servant area phải không nào? Em giờ xem có không. Đoạn số 1. Ở đây form nào có từ servant nè, đọc câu này em nha. This, những cái này á, thì bao gồm. Những cái này là cái gì? Mình đọc cái câu ở phía trước luôn cho dễ hiểu nha em nha. While, mặc dù những cái tầng ở phía trên của ngôi nhà thì vẫn còn được inhabited, được ở, được sinh sống bởi gia đình này và không có mở ra cho công chúng tham quan, nhưng mà có nhiều cái phòng có thể được xem, được tham quan. Những cái này thì bao gồm phòng ngủ của ông chủ đầu tiên nè, cái quarters của servant. Vậy thì cái quarters của servant có thể được tham quan, có nghĩa là nó được tiếp cận phong nào, có thể được tiếp cận. Vậy là câu B cũng có thể có nhắc đến phong nào. Rồi tới câu C đi em. Những cái tour du lịch, những cái tour tham quan được hướng dẫn á, thì có sẵn theo yêu cầu. Vậy từ khóa chính là guided tour phong nào. Em giờ xem có không. Đoạn thứ nhất có guided tour không em? Không có nói gì đến cái tour hết phong nào. Tiếp đoạn số 2 đi em. Cũng không có luôn phải không. Rồi tiếp đoạn số 3. Cũng không nói gì đến tour luôn em. Tiếp đoạn cuối cùng là không có rồi. Vậy câu C là hoàn toàn không thấy luôn phải không nào? Đáp án rất có thể là câu C. Nhưng mà để chắc hơn á, mình đọc câu D trước đi em. Những cái sự kiện có thể được tổ chức ở một số cái phòng, vậy từ khóa chính là event phải không nào? Em vào xem có không. Ở đây form em với từ event nè. Đọc câu này thử nha. Những cái địa điểm, những cái nơi ở tầng trệt của chúng tôi á, thì gần đây đã được renovated, đã được tân trang cải cách để mà chúng có thể được sử dụng cho những cái buổi họp nhỏ nè, hay là những cái sự kiện riêng tư hay là cá nhân. Những cái phòng sau đây thì có sẵn để mà cho thuê theo giờ và ở cái mức phí hợp lý. Và những cái phòng này á, chính là những cái địa điểm ở tầng trệt dành cho những cái cuộc họp và sự kiện phải không nào? Vậy là câu đi có đề cập luôn phải không em? Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi. Câu C là hoàn toàn không được đề cập phải không? Ok. Câu 177, tại sao cái email được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của việc viết email phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lại đầu hoặc đằng cuối của email ha. Câu A, to seek, để tìm kiếm những cái recommendations, những cái sự đề xuất cho một cái nhà hàng. Câu B, to announce, để thông báo, công bố về một cái promotion, cái sự thăng tiến gần đây của một executive, giám đốc điều hành.
Cozy to make arrangements, để mà sắp xếp cho một cái occasion, một cái dịp đặc biệt. Cozy to inform, để thông báo cho những người tham dự về một cuộc họp đã được lên lịch trình. Rồi bây giờ mình nhờ đoạn đầu của email trước em nha. Cùng đọc nào. Dear Madam Sir, công ty của tôi đang lên kế hoạch để mà tổ chức một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc để mà chúc mừng cho một nhân viên lâu năm, người mà sẽ được promoted, được thăng tiến là làm giám đốc điều hành. Để mà tổ chức cái dịp này, occasion cái dịp này thì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi cần một cái phòng mà có thể chứa được 30 người một cách thoải mái và cho phép một người đi xe lăn có thể tiếp cận đi vào dễ dàng. Vậy nó đang làm gì vậy em? Nó đang chuẩn bị cho việc tổ chức một cái bữa tiệc để chúc mừng một người được thăng tiến là làm giám đốc phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu nào là sắp xếp chuẩn bị cho một cái dịp, một cái bữa tiệc? À, câu C phải không? Ok. Câu 178. Miss Carter rất có thể là quan tâm đến việc thuê cái phòng nào. Vậy từ khóa chính là Miss Carter và rent phải không nào? Đáp án là tên các phòng nè em. Vậy mình sẽ dò tên các phòng cùng với từ khóa em nhé. Miss Carter là ở bài số 2 phải không? Là người gửi cái email này. Còn cái tên các phòng là nằm ở bài số mấy phải em? Bài số 1 lúc nãy mình thấy rồi. Đây có 4 phòng nè em. Và có đặc điểm của mỗi phòng phải không nào? Và Miss Carter lúc nãy nói là muốn thuê cái phòng có đặc điểm như thế nào em nhớ không? À, cần cái phòng mà chứa được 30 người và cho phép cái người đi xe lăn có thể tiếp cận, có thể đi vào dễ dàng. Và em xem cái phòng nào mà chứa được 30 người và cái người đi xe lăn có thể tiếp cận, đi vào dễ dàng. Phòng số 2 phải không nào? Devonshire Room có thể chứa lên đến 40 người và cái người mà đi xe lăn có thể đi vào được nè. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không nào? Ok. Câu 179, cái điều gì được nói về Mr. Maguire, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy đã hài lòng với lại cái dịch vụ tại Tripcott Manor House. Câu B, ông ấy đang xem xét cái việc nhận một cái vị trí khác. Câu C, ông ấy đã không thể book đặt được cái caterer, cái nhà cung cấp dịch vụ nấu ăn mà ông ấy thường sử dụng. Câu D, ông ấy làm việc với Miss Carter. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Maguire đang ở vị trí nào em nha. Kể tiếp bài số 2 ha. Rồi ở đây có từ Maguire nè, đọc câu này thử nha. Nếu bạn cần thêm thông tin thì bạn sẽ cần liên hệ với Paul Maguire tại số điện thoại này hoặc là email này. Bởi vì tôi sẽ bận tham dự một cái hội thảo vào một vài ngày sắp tới. Chưa đáp án phong nào, đọc tiếp nha. Anh ấy thì biết, hoàn toàn biết về những cái kế hoạch của chúng tôi và có thể thực hiện bất kỳ cái sự sắp xếp cần thiết nào on the company's behalf, đại diện cho công ty. Vậy có nghĩa là Mr. Maguire làm chung công ty với lại Miss Carter phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu đi ha, ông ấy làm việc cùng với Miss Carter ha. Câu 180, trong cái email thì cái từ assess ở đoạn 2 dòng 1 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bàn trước nha câu A. Judge, đánh giá. Câu B, secure, có được. Câu C, establish, thành lập. Câu D, complete, hoàn tất, hoàn thành. Rồi mình sẽ cùng dò xem từ assess đây ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Đoạn 2 dòng 1, ở đây form nào đọc câu này nhé em. If so, nếu mà như vậy thì một người đồng nghiệp và tôi sẽ cần come over, ghé qua và xem nó để mà assess cái sự phù hợp của nó. Xem nó và assess các sự phù hợp của nó. Vậy theo em assess đồng nghĩa với từ nào? Câu A phải không nào? Đánh giá ha. Xem nó và đánh giá cái sự phù hợp của nó. Còn câu B, secure, có được cái sự phù hợp của nó. Kỳ quá, không được phải không nào? Câu C, establish, xem nó và thành lập cái sự phù hợp của nó, cũng không được luôn em. Câu D, complete, hoàn tất, hoàn thành cái sự phù hợp của nó, càng không được nữa phải không nào? Chỉ có thể là câu A thôi ha. Câu dịch lại câu này cho em nha. Nếu như vậy thì một người đồng nghiệp và tôi sẽ cần phải ghé qua và xem nó để mà đánh giá cái sự phù hợp của nó, xem nó có phù hợp hay không á. Ok, đáp án là câu câu A ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Bài số 1 là về ngôi nhà Tripcott Manor House. Ngôi nhà này đã được xây dựng cho gia đình Tripcott vào năm 1786 và ngày nay nó là một cái mansion, là biệt thự đấy em. Stately là uy nghi, trang nghiêm ha. Ngày nay nó là một cái tòa biệt thự uy nghi, trang nghiêm lớn bậc nhất ở vùng Tây Nam của đất nước Anh. Mặc dù là những cái tầng lầu ở phía trên của ngôi nhà thì vẫn còn được inhabit. Đậm từ inhabit là ở hay là sinh sống đây. Vẫn còn được ở sinh sống bởi gia đình này. Và không có mở ra cho công chúng tham quan, nhưng mà có nhiều phòng có thể được tham quan. Những cái này thì bao gồm phòng ngủ của master, là người chủ. Original là ban đầu hay là đầu tiên đây. Quarters là những cái phòng mà được cấp cho người hầu, người ta gọi là quarters ha. Servant là người hầu đấy. Servant, người hầu ha. Những cái phòng của người hầu và một cái phòng ăn grand là rộng lớn hay là to lớn đây. Rộng lớn hay là to lớn ha. Rồi tiếp. Entry ticket là vé vào cổng dành cho người lớn là 8,5 pound và vé cho trẻ em là 3 pound.
Từ thứ ba đến thứ bảy thì chúng tôi mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và thứ hai hàng tuần thì mở cửa từ 9 giờ đến 12 giờ. Những cái phòng ở cái tầng trệt á, gần đây vừa mới được renovate, là tân trang, cải cách ha. Vừa mới được tân trang để mà chúng có thể được sử dụng cho những cái phòng họp, những cái buổi họp nhỏ và những cái sự kiện private, là riêng tư hay là cá nhân nè. The following rooms, những cái phòng sau đây thì có sẵn để mà cho thuê theo giờ ở cái mức phí reasonable, là hợp lý ha. Phòng đầu tiên là Cornwall Room, có thể chứa lên đến 70 người. Contain là chứa đây. Chứa hay là bao gồm một cái stage, là sân khấu rộng lớn ở phía trước của căn phòng ha. Phòng tiếp theo là Devonshire Room, có thể chứa lên đến 40 người, và người đi xe lăn có thể tiếp cận hay đi vào. Rồi tiếp theo là Somerset Room. Somerset Room là cái phòng có thể chứa được lên đến 40 người. Contain chứa bao gồm một cái kitchenette, là một cái nhà ăn nhỏ, một cái phòng bếp nhỏ ha. Rồi tiếp, phòng cuối cùng á là Wilshire Room, có thể chứa lên đến 25 người, bao gồm cái equipment, là trang thiết bị ha. Equipment, trang thiết bị. Audio visual là thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh hình ảnh đó em. Rồi tiếp, vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi tại cái email này để mà thảo luận thêm về giá cả và những cái thông tin thêm, bao gồm những cái sự lựa chọn về catering, là dịch vụ nấu ăn nha em nha. Dịch vụ nấu ăn hay là dịch vụ ăn uống đó mà chúng tôi cung cấp, được không nào? Bài số 2 là một cái email gửi đến từ Miss Carter, chủ đề là về cái sự yêu cầu thông tin về cái venue. Mới có từ venue là địa điểm hoặc là nơi chỗ đây. Ngày gửi là 28 tháng 3. Dear Madam Sir, công ty của tôi đang lên kế hoạch để mà host, tạm từ host và tổ chức đây. Để mà tổ chức một cái bữa tiệc chúc mừng cho một người nhân viên long standing đã làm việc lâu năm, cái người mà sẽ được promoted, mới có từ promote, động từ là thăng tiến đây. Có ba nghĩa: thăng tiến, quảng cáo hay là khuyến mãi, và ở đây có nghĩa là thăng tiến nha em nha. Cái người sẽ được thăng tiến là làm giám đốc điều hành. Để tổ chức cho cái occasion, mình có từ occasion là cái dịp em. Occasion là cái dịp ha. Để tổ chức cho cái dịp này thì chúng tôi yêu cầu chúng tôi cần một cái phòng mà nó chứa được 30 người một cách thoải mái, và cho phép individual là cá nhân đem, một người một cá nhân đi xe lăn có thể tiếp cận, có thể đi vào dễ dàng. Chúng tôi sẽ cần nó khoảng 3 tiếng đồng hồ vào ngày thứ hai, ngày 30 tháng 4. Có cái phòng nào như vậy mà còn trống vào ngày hôm đó không? If so, nếu mà như vậy, nếu mà có đó, thì một colleague, mình có từ colleague là đồng nghiệp đây. Đồng nghiệp ha. Một người đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ cần come over, là ghé qua. Come over sẽ cần ghé qua và xem nó để mà assess, là đánh giá nha. Để mà đánh giá cái sự phù hợp của nó, vui lòng cho tôi biết á, là khi nào là cái thời gian thuận lợi để mà ghé qua. Nếu mà bạn yêu cầu thêm thông tin, cần thêm thông tin thì bạn sẽ cần liên hệ với Paul McGuire tại cái số điện thoại này hoặc là email này. Bởi vì á, tôi sẽ bận attending, tham dự một cái seminar, là hội thảo đây, hội nghị, hội thảo ha. Bận tham dự một cái hội nghị, hội thảo một vài ngày tới. Rồi, ông ấy thì is aware of, mình có cần be aware of, là nhận thức được hay là biết, hiểu biết về đây. Ông ấy thì hoàn toàn biết về những kế hoạch của chúng tôi và có thể thực hiện bất kỳ cái sự sắp xếp cần thiết nào on behalf, là đại diện đây. Đại diện ha. Đại diện cho công ty. Cảm ơn bạn và chúng tôi mong đợi được nghe cái sự phản hồi từ bạn. Rồi ký tên. Có 176 câu bên mình có từ remain, là vẫn hay là vẫn còn đây. Remain là vẫn hay là vẫn còn ha. Câu B là cái khu vực dành cho người hầu thì vẫn có thể được tiếp cận, được đi vào ha. Câu 177. Câu A mình có từ seek là tìm kiếm đây. Recommendation là cái sự đề xuất ha, sự đề xuất, sự đề nghị. Câu B mình có từ promotion. Promotion có 3 nghĩa em nhớ không? Thứ nhất là sự thăng tiến, thứ hai là sự quảng cáo, và thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là sự thăng tiến nè. Để mà công bố thông báo về cái sự thăng tiến gần đây của một cái người giám đốc điều hành ha. Có 179, câu A mình có từ satisfied with, là hài lòng với cái gì ha. Hài lòng với ai, hài lòng với cái gì. Satisfied with, hài lòng với. Rồi, có 180, câu A mình có từ judge, là đánh giá đây. Judge, đánh giá ha. Câu B mình có từ secure, là có được. Câu C mình có từ establish, là thành lập đây. Ok.
Câu 181 đến câu 185 gồm có hai bài đọc, bài số 1 là trang web, bài số 2 là một bài review nhận xét đánh giá ha. Câu 181, what is the main purpose? Mục đích chính của trang web là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lần đầu hoặc đoạn cuối của trang web nha em. Đọc đáp án trước nào, câu A, to invite, để mời những khách hàng, rate, đánh giá về một cái sản phẩm. Câu B, để đưa ra sự hướng dẫn để mà loại bỏ, xóa bỏ một cái loại virus máy tính. Câu C, để notify, báo tin, thông báo cho khách hàng về một cái sự cải tiến về sản phẩm. Câu D, to provide information, để cung cấp thông tin về một cái presentation, một cái bài thuyết trình, một cái buổi thuyết trình. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của trang web trước nha em. Cùng đọc nào. Trang web này đang ở mục update, là cập nhật phải không nào? Rồi đọc cái đoạn đầu thử em nha. Cái software, phần mềm best selling, bán chạy nhất của chúng tôi là Bizpack. Bây giờ đã được cập nhật lên phiên bản 4.0, cũng giống với lại cái Bizpack 3.9, thì bạn có thể tạo những cái báo cáo doanh nghiệp và những cái bài thuyết trình bao quát toàn diện. At the same time, đồng thời cái phiên bản mới, nó nhập những cái dữ liệu nè, văn bản và hình ảnh từ những nguồn khác nhau, từ nhiều nguồn khác nhau, mà những cái đó có thể được chèn vào trong các format mà bạn thiết kế. Vậy nó đang nói về việc gì vậy? Nó đang nói về một cái phiên bản mới được cập nhật, phải không nào, của phần mềm Bizpack. Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào ha? Câu C phải không nào, là để báo cho khách hàng về một cái sự cải tiến của sản phẩm. Và cái sự cải tiến của sản phẩm chính là cái sự cập nhật của cái phần mềm Bizpack, được không nào? Đáp án là câu C ha. Câu 182, điều gì được chỉ ra được nói về Bizpack 4.0? Về từ khóa chính là Bizpack 4.0 form nào? Sẽ bán trước nha câu A, nó có thể convert, chuyển đổi, biến đổi một cái loại tệp tin này sang một cái loại tệp tin khác. Câu B, những chức năng mà không sử dụng thì được xóa bỏ một cách tự động. Câu C, phiên bản này chỉ có sẵn dành cho những khách hàng hiện tại. Câu D, những cái task, nhiệm vụ, công việc hay là thao tác thì được xử lý nhanh hơn là các phiên bản trước đây. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giờ tiếp với chỗ lúc nãy mình dừng nha em. Bởi vì cái đoạn này á, đang nói về cái phiên bản 4.0 phải không nào? Rồi đọc tiếp ha. In addition, bên cạnh đó thì cái bản cập nhật này nó cũng cải thiện về functionality, chức năng, look, kiểu dáng và tính năng của chương trình, cho phép nó start up, khởi động và nhập những cái tệp tin nhanh hơn đã từng trước đây. Em xem nè, nó khởi động và nhập những cái tệp tin nhanh hơn đã từng trước đây, có nghĩa là những cái thao tác ở cái phiên bản cập nhật này đấy em, nó được xử lý nhanh hơn các phiên bản trước phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu đi phải không? Ok, quá dễ ha. Câu 183, trong cái bài review và nhận xét đánh giá là bài số 2 đó, thì cái từ navigate ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước cho em câu A, examine, kiểm tra. Câu B, guide, hướng dẫn. Câu C, operate, hoạt động, vận hành. Câu D, plan, lên kế hoạch. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ navigate đó ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Cùng đọc nào. Đoạn 1 dòng 3, ở đây form nào? Rồi mình đọc câu này em nhé. I like, tôi thích những tính năng của phiên bản 3.0 mà tôi đã có trước đây, nhưng mà chỉ sử dụng nó một cách thỉnh thoảng bởi vì nó chậm và khó navigate. Vậy thì em xem là một cái phiên bản của phần mềm mà nó khó navigate là nó làm sao? Em ráp những cái nghĩa ở dưới xem cái nào phù hợp nhất nha. À, cái phiên bản nó khó, examine, kiểm tra, không được phải không nào? Câu B, khó hướng dẫn, cũng không được luôn. Câu C, khó operate, vận hành, hoạt động. Hay là câu D, khó lên kế hoạch. À, câu C phải không nào? Vậy mình có cái từ navigate ở đây nó bằng với từ operate, là vận hành, hoạt động hay là thao tác đây. À, cái phiên bản nó khó sử dụng, nó khó thao tác ha. Đáp án là câu C, được không nào? Câu 184, Mr. Nestor nói điều gì về cái process, cái quá trình, cái quy trình thiết lập, về từ khóa chính là Mr. Nestor setup process phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A, nó có quá nhiều những cái bước complicated, phức tạp. Câu B, nó mất nhiều hơn nửa tiếng. Câu C, nó đã không yêu cầu việc nhập cái tệp dữ liệu, tệp tin. Câu D, nó có khuynh hướng là bị ngừng, bị ngắt một cách intermittently. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem những cái từ khóa như là Mr. Nestor và setup process đang ở vị trí nào em nhé. Kể tiếp bài số 1 xem có hay không em nha. Rồi cùng dò nào. Câu cuối đoạn 1 có không em? À, không có phải không nào? Đoạn số 2 đi em, dò xem có Mr. Nestor hay là setup process hay không. Ở đây có từ installation là cài đặt, là thiết lập đêm. Và có thêm 30 phút là nửa tiếng nữa. Có một cái đáp án là nửa tiếng em nhớ không? Vậy đọc câu này thử nha. Cái time, cái thời gian download và cài đặt thiết lập là khoảng 30 phút. Còn đáp án nói sao vậy em? Đáp án nói là nó là cái quá trình thiết lập á, nó mất lâu hơn, mất nhiều hơn nửa tiếng. Không có giống thông tin phải không nào? Vậy mình dò tiếp đi em. Đoạn cuối có nói gì đến cái từ khóa hay không? Cũng không có luôn phải không nào? Vậy mình dò tiếp bài số 2 đi em. À, bài số 2 có Nestor nè. Mr. Nestor chính là người viết cái bài nhận xét đánh giá này phải không nào? Rồi em giờ xem có cài đặt thiết lập gì không.
À đây có từ install là cài đặt nè, em đọc câu này thử nha. Tôi gần đây đã cài đặt cái Bitsback 4.0 và đã làm việc với nó được 2 tuần, chưa đã bán. Chờ tiếp em, xem chỗ nào nói về việc cài đặt thiết lập nữa. Đoạn 1 là không có rồi nè, form nào đoạn số 2 đi em. À đây có từ setup time nè em, là thời gian thiết lập nè. Và đây có từ process nữa nè, đọc câu này thử nha. First, đầu tiên á, thì cái thời gian mà thiết lập cài đặt được nêu ở trong cái trang web của công ty á, thì inaccurate, không chính xác. Bởi vì cái quá trình này á, nó mất lâu hơn là cái khoảng thời gian đó. Phải có nghĩa là nó mất lâu hơn bao nhiêu phút vậy em? Mất lâu hơn 30 phút phải không? Lúc nãy mình đọc rồi là cái thời gian download và thiết lập trên website nó nêu á, là 30 phút. Trong khi đó đó, thực tế thì nó inaccurate, nó không chính xác. Và nó mất lâu hơn khoảng thời gian đó. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu B rồi phải không nào? Là cái quá trình thiết lập nó mất lâu hơn nửa tiếng ha. Ok. Câu 185, điều gì được nói về Mr. Nestor? Mr. Nestor là ở bài số 2 phải không nào? Nhưng giờ cả bài số 2 thì lâu lắm. Mình đọc vào từng đáp án em nha, câu ai trước? Ông ấy thích cái appearance, cái diện mạo, cái kiểu dáng của cái phiên bản 3.0 hơn. Có nói như vậy không em? Không phải không nào? Lúc nãy mình dò nó là gì đây? Ông ấy nói là ông ấy thích cái features, những tính năng của cái phiên bản 3.0, chứ không có nói là thích cái kiểu dáng phải không nào? Vậy câu A là không có ha. Rồi tiếp câu B nha. Ông ấy đã có được cái phiên bản chương trình mới á, free of charge, miễn phí. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Free of charge phải không nào? Em dò xem có miễn phí hay không. Lúc nãy em dò bài số 1 thấy có cái từ là at no cost nè, em thấy không? Đây nè, at no cost là miễn phí đó. Em đặt con này thử nha. Cái phiên bản cập nhật á, thì bây giờ nó có sẵn để mà download cho những khách hàng hiện tại mà đang sử dụng cái Bitsback từ 3.0 đến 3.9. Vậy thì những ai mà đang sử dụng cái phiên bản từ 3.0 đến 3.9 mà download á, cái phiên bản mới cập nhật này nè, thì sẽ được miễn phí phải không nào? Mà em xem nè, lúc này nó là gì đây? Mr. Nestor nói rằng á, là ông ấy thích những cái features, tính năng của phiên bản 3.0 mà tôi đã từng có trước đây. Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ download cái Bitsback 4.0, cái phiên bản cập nhật được miễn phí phải không nào? Vậy đáp án là câu nào luôn vậy em? À, câu B ha. Ok. Sự cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ about là một thông tin nè, update cập nhật, download nhận xét đánh giá của khách hàng. Chat này đang ở một update ha, cùng dịch nào. Cái software phần mềm bán chạy nhất của chúng tôi là Bitsback bây giờ đã được cập nhật lên thành phiên bản 4.0. Giống với lại Bitsback 3.9, bạn có thể tạo ra những cái reports, báo cáo doanh nghiệp và những cái presentation là những bài thuyết trình đấy. Comprehensive là bao quát, toàn diện ha. At the same time, đồng thời cái phiên bản mới này á, nó import. Mình có từ import, đồng từ là nhập hay là nhập khẩu, và đây có nghĩa là nhập đem. Nhập những cái dữ liệu nè, văn bản và hình ảnh từ những cái sources, mình có từ source, danh từ là nguồn. Từ nhiều nguồn khác nhau, mà những cái này có thể được insert là chèn vào hay là gắn vào đem. Có thể được chèn vào cái format, cái cấu trúc mà bạn thiết kế. In addition, bên cạnh đó, thêm vào đó thì cái upgrade, cái phiên bản được nâng cấp này, mình có từ upgrade là nâng cấp đem. Cái phiên bản được nâng cấp này á, nó improve, nó cải thiện, cải tiến về mặt functionality là chức năng nè, look, diện mạo hay là kiểu dáng, và feature, danh từ là tính năng đem. Và những tính năng của chương trình cho phép nó start up, khởi động và nhập những cái file dữ liệu, những cái tập tin nhanh hơn đã từng và hoàn tất, hoàn thành những cái nhiệm vụ, công việc, những cái thao tác nó một cách effectively, là một cách hiệu quả đây, một cách hiệu quả hơn ha. Effectively là một cách hiệu quả. Now, bây giờ thì người sử dụng có thể customize. Mình có từ customize là làm theo yêu cầu của khách hàng đem. À, những người sử dụng có thể thiết kế theo yêu cầu riêng của mình, thiết kế theo ý riêng của mình cái trang chủ và cái thanh menu chính để mà reflect. Mình có từ reflect là phản ánh, thể hiện hay là hiển thị đem, để mà thể hiện, hiển thị những cái functions, chức năng mà được sử dụng nhiều nhất, được không nào? Rồi cái phiên bản được cập nhật này thì bây giờ đã có sẵn để mà download dành cho những khách hàng hiện tại của cái phần mềm Bitsback từ 3.0 đến 3.9 at no cost, là không tốn phí hay là miễn phí đem. Updating, cái việc cập nhật thì rất là dễ. Đơn giản là hãy click vào cái từ here. Rồi truy cập directly là trực tiếp đi. Directly là trực tiếp ha. Và trực tiếp đi vào trong cái trang download của chúng tôi, nơi mà chúng tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để mà ensure, đảm bảo rằng cái phiên bản nâng cấp này nó compatible, là nó tương thích đi. Compatible là tương thích hay là hòa hợp ha.
Để đảm bảo rằng là cái phiên bản cập nhật này nó tương thích với lại cái hệ thống vận hành, hệ thống hoạt động của máy tính của bạn. Hay cái time, cái thời gian download và cái installation là cài đặt, lắp đặt hay là thiết lập đi, cài đặt ha. Cái thời gian download và thời gian cài đặt á, thì khoảng 30 phút. Vui lòng hãy email cho cái email này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bizback 4.0 thì cũng có sẵn cho những khách hàng mới. Vui lòng hãy kiểm tra website để mà có được những cái giá đặc biệt mà nó chỉ có được cung cấp trong cái khoảng thời gian giới hạn thôi, được không nào? Rồi tiếp bài số 2 ha. Bài số 2 là một bài review nhận xét đánh giá đến từ Johnny Nestor. Rồi cùng dịch em nhé. Tôi gần đây đã install, cài đặt Bizback 4.0 và đã làm việc với nó được 2 tuần. Tôi thích những cái features, tính năng của phiên bản 3.0 mà tôi đã có trước đây, nhưng chỉ sử dụng nó occasionally, là thi thoảng hay là thỉnh thoảng nè. Bởi vì nó chậm và khó navigate, thao tác, phiên bản mới thì address, mình có từ address đồng từ là giải quyết hay là xử lý nè. Giải quyết ha, giải quyết được cả hai vấn đề này, cái khả năng customize, cái khả năng mà có thể thiết kế cái menu theo yêu cầu riêng của người sử dụng, có nghĩa là bạn có thể remove, xóa bỏ, loại bỏ những cái chức năng mà bạn không sử dụng và sắp xếp những cái icon theo cái cách mà nó phù hợp với bạn. Những chức năng thì không bị xóa bỏ khỏi cái program, cái chương trình. Vì thế, nếu mà sau này bạn cần lại một cái chức năng nào thì bạn có thể retrieve. Mình có từ retrieve là lấy lại hay tìm lại đây. Bạn có thể lấy lại hay là tìm lại nó ha. Whether, cho dù là bạn có thiết kế cái menu chính theo yêu cầu riêng của bạn hay không, thì cái chương trình nó cũng khởi động một cách nhanh chóng và di chuyển hay là hoạt động seamlessly, trơn tru, mượt mà, liền mạch ha. Nó cũng hoạt động, di chuyển mượt mà, trơn tru giữa những cái thao tác. However, tuy nhiên, tôi có hai cái điều complaint, hai cái điều phàn nàn minor là nhỏ đây. Hai điều phàn nàn nhỏ. Đầu tiên, cái thời gian setup là thời gian thiết lập, cài đặt được nêu trên các trang web của công ty. However, tuy nhiên tôi có hai cái điều complaint, hai cái điều phàn nàn minor nhỏ. Đầu tiên, cái thời gian setup, thiết lập, cài đặt được nêu trên trang web của công ty á thì inaccurate, là không chính xác nè, không đúng hay là không chính xác ha. Bởi vì cái process, cái quá trình, cái quy trình này nó mất thời gian nhiều hơn là cái thời gian đó. Secondly, thứ hai á thì có một số cái loại file dữ liệu, một số cái loại tập tin mà cái phiên bản cập nhật này nó không thể đọc được. Overall, nhìn chung thì nó là một cái tool, mình có từ tool là công cụ đây. Nó là một công cụ rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì dễ sử dụng hơn. Nếu mà bạn muốn tạo nhiều cái bài báo cáo và những bài thuyết trình thì tôi đề xuất cái bản cập nhật này. Có 181 câu ai, mình có từ rate là đánh giá đây. Câu A là mời khách hàng đánh giá một cái sản phẩm ha. Câu B mình có từ instructions là những cái sự hướng dẫn nè, lời hướng dẫn hay là sự hướng dẫn ha. Câu C mình có từ notify là báo tin hay là thông báo. Có 182 câu A mình có từ convert something to something, có nghĩa là chuyển đổi cái gì thành cái gì hay là biến đổi cái gì thành cái gì ha. Có 184 câu A mình có từ complicated là phức tạp đây. Complicated, phức tạp, những cái bước phức tạp ha. Rồi tiếp câu đi mình có từ pause là bị ngừng hay là ngắt quãng, ngừng, dừng ha. Intermittently có nghĩa là ngắt quãng, từng hồi, không có liên tục đen. Vậy câu đi có nghĩa là dường như nó có khuynh hướng. Vậy câu đi có nghĩa là nó có khuynh hướng ngừng, từng hồi, từng cơn, ngắt quãng ha. Vậy câu đi nghĩa là nó có khuynh hướng bị ngừng từng hồi đen. Intermittently là từng hồi, từng cơn hay là bị ngắt quãng ha. Rồi tiếp câu 185, câu A mình có từ appearance là diện mạo hay là kiểu dáng nè ha. Câu B mình có từ free of charge là miễn phí. Câu D mình có từ colleague là đồng nghiệp ha. Ok.